Vâng, chào tất cả anh em. Đây là quy trình sản xuất ra kẹo GSP 5.5 nha anh em. Đây là hàng mới đóng xong cho qua xử lý. Hàng này em thì vo một lúc là nó sẽ bóng ngay mà. Đây. Sau khi vo thì được sản phẩm thế này. Đâu, đây vẫn chưa nhá, đâu sản phẩm đây. Đúng rồi, đây em ấy. Đây à? Đây. Coi thì lên được sản phẩm này. Đây nha anh em. Thế anh em nào mua xỉ lẻ thì liên hệ với em nhé. Liên hệ số điện thoại 0963 793 736 nha anh em. Hàng GSP 5.5 đến 6.40 có đủ cả. Vâng, chào tất cả anh em.